Các bạn mà muốn đến được tới địa điểm như mà Thủy đang quay đây nè. Quay được luôn. Ừ. Mấy bạn mà muốn tới được cái địa điểm mà Thủy đang quay nè, là mấy bạn phải trải qua nhiều con đường rất là khắc nghiệt luôn. Hình ảnh các bạn đang xem là một võ sư đang đang luyện tại Tasua. Hiếm khi mà có một võ sư lên đây các bạn. Rất là chắc luôn. Wow. Nhìn có vẻ như đang tập khí công hay sao các bạn. Anh ta võ sư đang hô mưa à. Võ sư đang hô mưa gầu gió tấm sắt ầm ầm luôn, liền gió mà sấm sét luôn. Võ sư đó hất qua bên tay phải sấm sét mưa xuống quá đẹp. Má đã sắp rồi. Võ sư đang, mấy bạn đang xem võ sư đang luyện khí công và đang tập trung mà mấy anh cứ chọc dậy sao tập. Hình ảnh mà mấy bạn đang xem rất đẹp luôn đó, một đường quyền đi. Ok mấy bạn. Xin chào các bạn, buổi sáng nha. Hôm nay là ngày thứ 3. Hiện tại Thủy đang ở Tà Xùa. Hôm qua rất là kinh hoàng. Mấy anh em đi lên được tới đây nè. Cái chỗ nhà nghỉ Tà Xùa này rất là nguy hiểm luôn. Này còn tối quá. Chưa có thấy rõ được. Chờ sáng chút xíu nữa. À, mấy bạn thấy bên này nè. Mấy bạn thấy nè, mai nè. Cái này chút nữa nó sáng thêm chút xíu nữa, nắng. Từ trên cao này mình nhìn xuống đẹp lắm. Nhìn mấy cái thung lũng núi á. Các bạn mà muốn đến được tới địa điểm như mà Thủy đang quay đây nè. Quay được luôn. Ừ. Mấy bạn mà muốn tới được cái địa điểm mà Thủy đang quay nè, là mấy bạn phải trải qua nhiều con đường rất là khắc nghiệt luôn. Như hôm qua là Thủy, nhóm của Thủy là phải lặn, không phải cố gắng làm sao mà phải mấy, tại vì nhiều cung đường nó đang bị sụt lún á, người ta đang làm đường á, đường có chút xíu à. Nó càng ngày nó càng đẹp rồi nè mấy bạn nè. Đâu anh? Ở dưới đó phải không? Đi theo cái sụt lưng đó. Ra tới ngoài kia luôn. Quay. Rất là đẹp luôn mấy anh, mấy bạn ơi. Vừa đi vừa chạy, té lên xuống. Tối hôm qua là một trận bão rất là ghê. Thủy ngủ không có được. Ngủ trong phòng có 5 anh em. Thì trong đó có 4 anh em là ngáy trơn rồi. Anh ngáy đó hả? Ừ, anh ngáy nhưng mà lo anh kiểu ngáy dễ chịu chút. Còn mấy anh kia anh ngáy thì bị phải không? Anh Thông nghe, anh Thông ngáy ghê gắt lắm. Còn mình nằm ở giữa là hai anh là đua nhau hòa táo, anh bên này anh này hi. Riêng Thủy là buổi sáng là Thủy là thức luôn, buổi tối là Thủy thức luôn, thức nghiêng buổi tối luôn, mệt quá. Thì sáng hôm nay Thủy cố gắng dậy sớm để quay thiệt là nhiều những mấy bạn có nghe giọng không? Thì sẽ cố gắng dậy sớm để quay những hình ảnh đẹp cho mấy bạn xem đó, mấy bạn đó.
thì chút nữa trời nó sẽ sáng hơn một chút là Thủy sẽ quay cho các bạn xem, xem thử là từ trên cao mình quay xuống xem thử là nó đẹp tới mức nào nha các bạn nha. Hình ảnh các bạn đang xem là một võ sư đang đang luyện tại Tasua. Hiếm khi mà có một võ sư lên đây mấy bạn. Rất là chắc luôn. Wow. Nhìn có vẻ như đang tập khí công hay sao mấy bạn. Anh ta võ sư đang đang hô mưa à, võ sư đang hô mưa gầu gió, đang võ sư đang hô mưa gầu gió, sấm sét ầm ầm luôn, liền gió mà sấm sét luôn võ sư đó, hắt qua bên tay phải sấm sét ầm mưa xuống. Cái này là chính đang cầu mưa hay cầu mây? Cầu mây cái tam tam điện. Quá đẹp. Má đã kích rồi. Anh thật chịu rảnh lên coi. À võ sư đang, mấy bạn đang xem võ sư đang luyện khí công và coi chừng giống đeo ông tụ mẹ đan điền. đang tập trung mà mấy anh cứ chọc vậy sao tập. Hình ảnh mà mấy bạn đang xem rất đẹp luôn. Đó, một đường quyền đi. À. Woo, hello. Đi chó, đi. Come on. Không lạnh á. Cái mà Thủy đang chỉ nè là cái sóng lưng khủng long. Đây là những anh em hay tới đây để chụp hình sóng ảo các bạn nè. Thì để chút nữa Thủy sẽ chạy ra ngồi kia quay cho mấy bạn xem nha. Đó mấy bạn nhìn thấy giống cái sóng lưng không? Đây, các máy bay đã cất cánh rồi. Thêm một chiếc nữa. Ủa cái này to thế. Nó pro. Đang bán đúng không? Này nặng lắm này. 5 triệu rưỡi này. Ê, có chừng kìa. Hả? Đánh nhanh nha. 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 Đây. Hiệp. Vừa đi bộ vừa cho nó bậy xe nó bậy lắm luôn. Wow. Con này nhìn hầm hố à. Wow. Con này nhìn hầm hố à. Đang chậm đang chửi hả? Sao đấy tui vậy? Của mình đây mấy tháng rồi. Không có bài, không biết. Bỏ vô đây cái nón. Đâu anh? Đang sau chiếc này. Rồi xà tí xíu nè anh. Rồi xà. Xà hả? Cái này 2 mà. Cái này 2 hết. Đó bây giờ sáng. Bây giờ sáng rồi nè. Mấy bạn nhìn rõ luôn rồi nè. Chút nữa, chút sáng thêm nữa là đẹp nữa. Quá đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Tasua. Ngày thứ 3 của Phú Thủy. Ủa mà anh kia đi bộ ra hả? Hay, bây giờ mình cũng đi bộ ra luôn. Đi. Bây giờ Thủy sẽ dắt mấy bạn đi ra ngồi sống lưng khổng sống lưng của khủng long nha. Thì sẽ cố gắng quay thiệt là nhiều, không bỏ qua một cái chi tiết nào cho thà dư, chứ còn mà để thiếu gì mất công nữa. Thà dư về nhà mình chỉnh sửa nó dễ dàng hơn mấy bạn. Ở đây người ta có bán đồ ăn sáng đó mấy bạn nha. Đang xơi đã thì được. Hồi nướng. Hồi nướng. Wow. Ghê quá đây. Wow.
Kinh rồi. Quen rồi. Mày đang cầm ơi, mày đang cầm ơi. Nó quen rồi. Bài men. Mình thấy mình ngợp quá. Ê. Wow. Wow. À, người ở đây đa số là người Dao và người Thái. Đây mấy bạn ơi, đây. Wow. Một tuyệt tác, một bức tranh rất là đẹp. Đây. Rất là đẹp luôn. Thời tiết như thế này thì chắc anh em mình sẽ quyết định đi sớm. Tại vì nó đang mưa mấy bạn. Quá đẹp luôn. Thôi bây giờ Thủy tạm thời vào chuẩn bị cho hành lý, tiếp tục cho lộ trình. Chứ còn xong xuôi rồi Thủy quay tiếp, chứ còn mất công anh em đợi nha mọi người nha. Bây giờ đây là bước quan trọng của Thủy là trả tiền. Nhóm Thủy ở qua đêm ở đây, ở qua đêm ở đây và ăn một buổi tối. Một cái lẩu á, ba cái là hai triệu tương. Chỗ này là bọn chị đã không xem giá đâu nhá, nhưng mà cái này của em cực kỳ vô lý, bớt xuống. Ghi 400 một là một cái đi. Một cái lão á là quá nhiều luôn rồi đó. Thôi thế thì tính 1 triệu thôi. Ừ, rồi. Này các anh này là tháng ấy nhá, nếu không chị không giảm 1.2 đâu á. Làm tốt đi, anh giới thiệu cho người khác ghé nữa, em hiểu không? Còn em làm kiểu này thì chắc khách nó không ghé đâu. Lát nữa là em thử là em bảo thân quân anh quân đây thôi. Em chưa biết tụi anh rồi. Ok các bạn, nhóm của Thủy tới đây gồm 18 người là qua đêm ở đây ăn một buổi tối, gồm lẩu gà, ăn lẩu cá và gà nướng, gà luộc đó, ăn các kiểu. Và buổi sáng thì ăn thêm mì tôm với hột gà đó. Thì lúc nãy tính tiền á là một nồi lẩu là 800.000 một nồi lẩu, thì quá mắc. Thường thường nồi lẩu Thủy ăn á là chỉ có là 300.000 hoặc 350 là nhiều rồi, này là 800. Cho nên là Thủy mới hỏi ra là cái anh mà anh, một anh gì đó, một anh A đi, anh có nghĩa là anh giới thiệu cho tụi mình tới đây, kiểu anh rồi anh đưa giá, anh tự đưa giá cho người quản lý ở chỗ thì ở nè, là bây giờ là ví dụ như nồi lẩu ở đây là 300.000 đi, thì anh nói lên là 800.000 ví dụ vậy đó, thì hỏi ra như vậy. Cho nên là mấy bạn khi mà tới Tà Xùa, mấy bạn phải một là tới đây lấy số điện thoại ở đây, kiếm số điện thoại ở đây để đặt trực tiếp đây luôn, chứ không có qua cò trung gian. Nếu mà qua cò trung gian thì mấy bạn sẽ tốn rất là nhiều tiền đó. Lúc nãy sơ tính là một nồi lẩu là 800.000, mà do nhóm Thủy phàn nàn cũng như là nói quá mắc thì người chủ ở đây người ta nói còn có 400.000 thôi đó, vậy là đỡ được 1.2 rồi đúng không? Đó, khi mà mấy bạn đến đây mấy bạn nên tham khảo kỹ trước khi tới đây nha, Tà Xùa nha. Rồi chỉ đó nhiều đó thôi, thủ quỹ mà mình thủ quỹ mà. Rồi tạm biệt mấy bạn nha. Bây giờ nhóm Thủy sẽ tiếp tục đi gì chải ta, mù ca chải hả? À, bây giờ nhóm mình sẽ tiếp tục đi mù ca chải, nhưng mà muốn ra được hướng mù ca chải thì lại tiếp tục đi ra lại cái cung đường mà lúc tối mà tụi Thủy đi ngã té ầm ầm á. Bây giờ chút nữa Thủy ra thì sẽ quay cho mấy bạn xem nó nguy hiểm đến mức nào, tại vì buổi tối mấy bạn không thấy đâu, bây giờ mấy bạn mới thấy cái độ nguy hiểm của nó nè. Ok. Trời đang mưa mấy bạn à.
đường khá là xấu các bạn. Đường như thế này xuống hết đều dự kiến mất khoảng 3 giờ đó các bạn. Hiện tại trời đang mưa, đường ướt dễ trượt bánh, cộng thêm sương mù dày đặc và sụp lún các kiểu nữa, rất là khó khăn cho nhóm thủy các bạn. Mưa mấy bạn kìa, là nó lầy rồi nè. Mà dưới là hố sâu nữa, vực ở dưới là vực nữa. Nó không. Em đi được có 2 số à, phải có người đỡ chứ phải là bò đi qua mới được chứ không có chụp nha, cái giống như hôm qua vậy. Bây giờ để anh em chạy qua trước đi. Dạ. Bây có gì bị xuống đó đó dùng. Dạ, dạ, em đi xuống, giờ em xuống luôn em. Giờ đẩy anh xuống em. Đẩy anh xuống em. Rồi. Ok. Cái xe của anh Vinh này, ở đây, đẩy em đẩy nè. Đẩy này móc thôi bạn. Đẩy đi. Từ từ từ. Trên bên này hôm qua nó là ngay chỗ khúc đá té đó là bị búp ra từ ra con quá, với là nó bị trái bố nồi mấy bạn, cho nên là anh em mình sẽ chạy xuống thành phố Sơn La, trung tâm Sơn La để vào thay cái bố nồi, mà sợ là không có này. Đường mưa trơn rất là khó đi. Tại xe của anh Vinh nổ má, đã bị cháy bố nồi, chỉ có đi được số 1 và số 2 thôi. Cũng khá là lo lắng cho anh Vinh. Cũng hy vọng là anh sẽ chạy được hết đều này. Tại vì đều này nó khó lắm bạn, khó đi lắm. Gặp mưa đó. Wow, đẹp chưa? Nè. Chạy một tay thôi, một tay cầm dù, một tay chạy xe kìa. Ừ. Một tay cầm dù, một tay lấy xe trên đều. Tại người ta quen á, người ta quen rồi. Đính thiệt chứ. À, đường khá là sương mù, sương khá là dài. À, anh em sẽ chờ nhau tiếp tục chút nữa đi cái đoạn đường mà tối hôm qua, cái đoạn đường nguy hiểm nhất á, anh em chờ nhau rồi để hỗ trợ nhau. Giới thiệu với các bạn, đây là nấm ngọc cảo. Cái này có tác dụng là chữa bệnh như là trị yếu sinh lý nè, liệt dương, táo bón, đau nhức xương khớp, bầu dưỡng cơ thể. Cái này thường thì người ta hay nấu ăn hoặc là người ta ngâm rượu, rất là tốt cho sức khỏe nha mấy bạn. Cái này từ trên đỉnh núi nhìn xuống
trắng xóa, không thấy sương mù khá là nhiều, mai không thấy gì luôn. Phía dưới các bạn thấy này, dưới mì cảnh trốn nó bồng tiên luôn. Nè, đường lên trời đây. Lên cổng trời mấy bạn ơi. Đường lên cổng trời. Mai trắng xóa luôn. Thời tiết hôm nay khá là xấu, nhưng mà cũng cũng tạo cho anh em một cái trải nghiệm mà không bao giờ quên. Một mùa Tây Bắc đáng nhớ. Chỉ mới là chạy bên mé thôi, nhưng mà hôm nay mới đi vào Tây Bắc nè. Hôm nay là anh em còn sẽ đi Mù Căng Chải khoảng tầm 200 cây nữa, 200 cây đường đều á. Cho nên là hy vọng anh em sẽ có một sức khỏe tốt để chạy đến Mù Căng Chải. Nam, có bạn xuống không? Chơi đi. Em xuống đại. Rất là khó đi luôn. Mưa có là nó nổi sình lại đây, nó làm bánh cơm nữa. Wow, yeah, ok. Rất là may mắn là nhóm thủy được người dân địa phương người ta chỉ nhóm thủy đi cái hướng khác, thay vì cái hướng nhóm thủy đi là lúc tối mấy bạn kìa, nó rất là nguy hiểm đường người ta đang làm. Còn đây thì một cái đường khác nữa, nó tương đối đẹp hơn cái đường lúc tối, đi nó đỡ vất vả hơn mấy bạn. Mưa rồi thêm lại sình rồi sương mù nữa, nói chung là những cái gì xấu nhất gồm hết luôn. Ok mấy bạn, vậy là ngày hôm nay là ngày thứ ba của chuyến đi của Thủy tại Tà Xùa, thì các bạn cũng đã thấy Tà Xùa nó như thế nào rồi đó. Còn bây giờ thì Thủy xin phép tạm thời kết thúc video tại đây vì nó cũng khá dài rồi các bạn ạ. Hẹn gặp các bạn ở tập tiếp theo của chuyến đi phượt Tây Bắc của Phú Thủy Biker nha. Các bạn nhớ đăng ký và theo dõi video mới nhất từ Thủy nha các bạn.